Tú Sóc Trăng xin chào tất cả các anh em kích thủ như các bạn bè đồng nghiệp và các anh em đang xem kênh của Tú và đăng ký video của Tú, một lời chúc sức khỏe ha. Hôm nay Tú lên đây là đăng video này là để nói với các anh là máy một vé này là chỉ của chị Võ Thị Hồng Mai nha. Để Hồng Mai ở Kinh Ba Sóc Trăng mới gửi cho em ngày hôm qua là để cho em thay dây điện kẹp với sửa phần băm, nó bị chết cái phần băm này nè, với em câu quạt gió lại thay dây điện kẹp với cò bóp mới, làm dây cò bóp mới dài, cò bóp phía thủy tinh luôn nha. Bây giờ em sửa máy chạy, giờ em lên test nha, giờ quạt quạt quay hoạt động rồi ha. Đây nha, máy này yếu quá, ngàn quá tải lên không nổi. Sửa lại ok ha. Thay gà le hai chở làm dây điện cò bóp mới nha, dài nha. À, kẹp nè, kẹp em hàng dây điện, em thay dây điện 6 chấm loại mềm KDV nha. Rồi lát nữa em đi gửi máy cho anh luôn. Rồi những anh khách nào mà em còn nợ máy á, thông cảm cho em, thư thả cho em 1-2 ngày đi nha. Bây giờ em một mình em bệnh á, sửa không kịp. Đúng không? Anh thông cảm giùm nha. Một con máy này của anh Phương này, con máy này của anh Phương, về anh Phương gửi bảo hành nha, về coi lại anh Phương ở xóm đồng nha, về coi lại cái kẹp của hai cái cây ga vợt nha, về coi lại dây ga vợt nha, coi dây ga vợt sao anh nói máy không chết, không chết cá. Em kiểm tra lại xung chiếc tất cả đều ok bình thường, máy hoạt động không có gì hết à. Nó hoạt động ok ha, không có gì hết nha. Rồi những còn anh cái anh gì đó Hồng Dân Bạc Liêu đó, em còn nợ anh cái máy lạnh đó, thứ hai em gửi anh luôn nha. Rồi anh công một cái máy 4 phép ha, anh công một cái máy 4 phép nữa em gửi sau luôn nha. Còn máy của anh Nhân này là chiều tối về rảnh em thay phép thay xe cho anh. Còn con máy của anh Ghiền ở Vĩnh Long, con máy của anh Ghiền ở Vĩnh Long là xong rồi nha, thay tụ tụ nguồn, cặp tụ nguồn, tụ bơm với em làm vô cái mạch bơm cách ly với cuộn cảm với cọc lo mới, rồi nữa thay cặp kẹp nữa là xong ok. Còn con máy này của chú Trung gì ở trong ở gần nhà anh gì quên rồi. Rồi con máy này nữa thay dây điện kẹp lại nữa em, nếu con thay sao nghe chú. Chú coi video clip này gán chờ con vài ngày nha chú ơi. Để kiểm tra luôn coi cái máy bị gì không. Máy còn kêu ok mà, đâu có gì đâu. Vậy là máy chú nữa chắc nữa thay dây điện kẹp cho chú thôi quá. Rồi mai chiều về rảnh là con giải quyết luôn nha chú nha.
Còn anh khách nào mà em còn nợ máy đó, nợ máy chưa làm á, nữa thứ hai đi em gửi hết trả hàng cho các anh hết nha, các anh thông cảm nha.